nơi cõi sinh chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí lực các căn viên mãn, chẳng đoạn chẳng hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân pháp lực, trí lực tự tại đến nơi bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố, thân đó chân thật, thường không tán hoại. Khi Đại Bồ Tát Bố Thí Lóng Xương, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được hóa thân hoa sen, đừng có thân máu thịt xương bốn đại giả hợp này nữa. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kim cang, chẳng có vật gì hoại được. Trên thế gian chẳng có ai thắng qua thân kim cang bất hoại này. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí, sinh ra trong cảnh giới tự tại, chẳng có ràng buộc, chẳng có chấp trước. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân trí lực sáu căn viên mãn đầy đủ, vĩnh viễn chẳng đoạn chẳng hoại các thiếu khuyết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân pháp lực, thân đó thanh tịnh quang minh, trí huệ sung mãn, tự tại vô ngại, đến được niết bàn ở bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên cố, thân đó mạnh khỏe, vĩnh viễn chẳng có bệnh não, trong ngoài chân thật, vĩnh viễn không thể tán hoại.